Jana Tornado xin chào anh em. Vào đêm ngày 31 tháng 10 năm 2023, đội ngũ Rio cuối cùng cũng đã cho ra phiên mắt phiên bản BBE đấu trường chân lý Mobile với số lượng có hạn. Và đây sẽ là phiên bản nhiều người mơ ước để sở hữu những trang phục hay những sự kiện ra mắt trong phiên bản sắp tới trên điện thoại. Để tham gia đấu trường chân lý phiên bản BBE trên điện thoại, mình sẽ để đường link bên dưới để các bạn có thể vào trang của Riot và bấm vào đăng ký tài khoản BBE. Bạn sẽ vào trang Google biểu mẫu của Riot, điền tất cả thông tin và xác nhận từ email. Nếu các bạn thấy thông tin này là hữu ích, hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.